Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và Thương Nhớ Sài Gòn. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, vì sao cô Kim Nga ra khỏi nhà? Thì chúng ta cũng đã đủ biết rồi. Nói về cái vấn đề mà Hồng Loan và gia đình giống như là một gia tộc sóng gió vậy. Họ tạo dựng những chứng cứ bất lợi cho Hồng Loan. Họ nói rằng Hồng Loan đuổi Kim Nga đi. Chúng ta có nghe Hồng Loan đuổi hay không? Hay là chỉ là một phía của bên họ nói mà thôi? Và hơn nữa bây giờ thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã ra đi rồi. Theo thiết nghĩ, nếu mình làm công cho một người chủ mà người ta đã mất rồi thì người con người ta không có nhu cầu mướn mình nữa thì mình cũng ra đi đi, chứ ở đây làm gì nữa phải các bạn hả? Càng thêm rắc rối. Và họ bên Hồng Nhung, Hồng Phượng và chú Bảy Tiểu Linh muốn giữ chân Kim Nga lại để tạo thêm cái dây cánh, tạo thêm dây cánh này làm áp lực cho Hồng Loan. Tại vì họ là một bè một phái với nhau, họ muốn có một cái nhóm lợi ích riêng để tấn công Hồng Loan trên mọi phương diện. Và họ lợi dụng Kim Nga làm bằng chứng sống. Họ lợi dụng Kim Nga để làm bằng chứng sống mà thôi. Chứ họ có thương yêu gì Kim Nga đâu, phải không các bạn? Còn Kim Nga thì hơi ngáo, hơi ảo về quyền lực của mình. Nghĩ rằng mình có thể làm cái chuyện này, làm chuyện kia cho Hồng Nhung, Hồng Phượng khi người ta nâng bi mình lên. Tưởng là mình sẽ làm được tất cả những chuyện này, mình có quyền hành. Không, không có quyền hành gì hết. Khi mà Kim Nga làm công cho cố nghệ sĩ Vũ Linh thì đã có sổ tiết kiệm rồi nha các bạn nha. Ở phía bên kia Hồng Nhung, Hồng Phượng nói rằng Kim Nga làm việc mười mấy năm không có lấy đồng bạc nào hết. Không lương là không dám đâu. Có ai đi làm mười mấy năm trời mà không có lấy lương các bạn? Các bạn sống bằng cái gì? Mua quần áo, mua son phấn, mua những cái vật linh tinh nhỏ nhỏ nhặt đó, rồi giúp đỡ gia đình nữa. Và hơn nữa, nói câu như thế, không lẽ phụ nghệ sĩ Vũ Linh sao vậy? Nghệ sĩ Vũ Linh là một người có tâm, có tài, có đức, có tiếng tâm. Không lẽ một trợ lý cho mình để người ta sống một cuộc sống như vậy sao? Có nghĩa là lợi dụng người ta, phải không các bạn? Nói như vậy có oan ức cho anh của mình hay không? Kim Nga có một sổ tiết kiệm riêng nha, hàng trăm triệu trong đó nha. Có một cái mảnh đất ở Bình Chánh 2.000 mét vuông nha. Đó. Còn có nhiều cái thứ khác nữa, ra đi lấy hai cái tủ lạnh ha, rồi lấy cái bàn thờ gì đó, lấy đủ thứ ra đi nữa nha. Và trước đó Kim Nga có nói để xong 49 ngày thì Kim Nga sẽ đi về quê. Và trước đó nghệ sĩ Vũ Linh cũng nói rồi, Kim Nga cũng nên đi lấy chồng đi, chứ như vậy hoài cũng không có tốt. Nghệ sĩ cũng đâu có muốn Kim Nga làm trợ lý cho Vũ Linh hoài như vậy đâu. Thì tới tuổi lấy chồng thì cứ lấy chồng. Tại sao cứ ở trong căn nhà đó? Thứ nhất, có nhiều người đặt ra nghi vấn rằng có phải là cô Kim Nga này thương thầm trộm nhớ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không? Thương thầm thì tôi nghĩ rằng chắc cũng có mười mấy năm trước phải không? Thì chắc là có rồi, lúc mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi diễn chỗ này chỗ nọ. Và tất cả chúng ta ai cũng biết rằng nam nghệ sĩ Vũ Linh là nam thần mà, phải không các bạn? Rất là đẹp trai, cái thời hoàng kim á, chúng ta thấy không? Những bức ảnh khi mà lên sân khấu tiếng vỗ tay rần rần xung quanh của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, biết bao nhiêu cô đào tuyệt sắc gia nhân. Nhưng mà Vũ Linh có động lòng đâu, cũng vì mấy đứa em báo hại đó. Cả đời bị mấy đứa em báo hại hết, bán cơ ngơi này cơ ngơi kia, bán vàng bán bạc này kia nọ để trả nợ giùm mấy đứa em á, cho khi lúc ông ta nằm xuống họ cũng lợi dụng ông ta để kiếm tiền quyên góp. Vì 77 mấy ngày chưa xong cái nấm mồ, chỉ khi nào Hồng Loan và Vũ Linh lên trên ngôi mộ tố cáo họ với những việc mà quyên góp không rõ ràng thì cái ngôi mộ này mới trong vòng mấy ngày đã làm xong rồi. Đâu quý vị thấy không? Còn Kim Nga thì sau 49 ngày nên ra đi đi. Nói rồi thì chính miệng cô ta nói mà, chứ đâu phải ai nói đâu, tôi phải Hồng Loan nói đâu. Thì bây giờ là 80 mấy ngày rồi, ra đi là đúng rồi. Ở lại đó để làm cái gì nữa? Ở lại đó để
bè phái với nhau để tấn công Hồng Loan nữa hả? Để cho kia bên kia có những lòng tin để tấn công nữa hay sao? Với cái những vở tuồng vai diễn mà Hồng Nhung gần đây làm, khóc lóc, vai mượn trên sân khấu, những người này giỏi lắm, họ diễn rất là giỏi, diễn trên sân khấu, diễn ra tới ngoài đời, diễn khi mà lúc mà cậu Năm còn sống luôn nữa, diễn tới mức độ vì thương em gái, thương em trai của mình cho nên bán rất nhiều đồ các bạn ơi. Chúng ta cũng thấy rằng cậu Năm sống một đời vì các em, mà các em có bao giờ vì cậu Năm đâu. Đây bây giờ mình cho các bạn coi là cái này tuy cũ rồi nhưng mà mình chúng ta cũng xem lại cái đức độ và cái sự hy sinh của nghệ sĩ Vũ Linh dành cho các em như thế nào. Tôi thì có mỗi lần coi cái này ha, là mỗi lần coi là mỗi lần tức. Biết hại cậu nhiêu không? Hai phần. Cô sáu quận hại 11 phần. Hại nhiều dữ vậy. Ủa, 5 căn nhà 1.000 mấy lượng vàng đi, đâu còn nữa đâu. Có một đứa em gái à, không biết thương, biết thương, còn biết thương ai. Một câu nói vừa giỡn cợt mà vừa cái bằng là không có lương tâm các bạn. Phá tới 11 lần. Chú Bảy Tiểu Linh phá có 2 thôi. Còn cái cô này phá tới 11 lần, 5 căn nhà, hơn 1.000 lượng vàng. Thì các bạn biết rằng mấy người này phá tới cái mức độ nào. Cảm ơn các bạn ha. Vâng, bây giờ thì mình sẽ đọc những cái lời bình luận của các bạn để chúng ta cùng chia sẻ sự thương tiếc và chia sẻ những cái uất ức và bức xúc của khán giả như thế nào. Cái tấn tuồng vở kịch mà hổm hỉnh vừa rồi chúng ta có xem là Hồng Nhung khóc lóc rồi cái chị Lành gì đó, rồi cái ông mặc áo vàng á, hồi đó mà đứng nhắc tuồng cho nghệ sĩ của Linh á, đập bàn rồi xỉ xỏ vô với ảnh á, thấy nó dị hổm vô cùng cho nên người ta mới nói như thế này. Chị Menu thì Mai có nói những vai diễn đầu kép chánh gồm có Võ Hồng Nhung, Võ Tiểu Linh, Hồng Phượng và vai phụ gồm có Kim Nga. Có một cái con chằng tên là Lành nữa, cùng với lại vở diễn tuồng Hậu Đậu Vô Liêm Sĩ tác giả Võ Hồng Nhung cùng diễn vở vai bi hài kịch Tráo Trở Mưu Mô Chiếm Tài Sản. Xin mời khán giả cùng xem ạ. Và bộ phim này, cái tuồng này có thể là nhiều tập. Kim Thị Tăng, Kim Nga quá ngu để cho bọn Hồng Nhung, Hồng Phượng lợi dụng mười mấy năm ở bên cậu Vũ Linh, sao lại ghét Hồng Loan. Quỳnh Thúy, hai mẹ con Hồng Nhung, Hồng Phượng diễn rất là xuất sắc. Lúc nào cũng là diễn, lúc nào cũng nói lời yêu thương cậu Năm. Nhưng mà đằng sau lưng họ đã làm những gì, hãy tẩy chay hai mẹ con của họ đi. Tâm địa của họ rất là xấu xa và độc ác. Linh Nguyễn, nhiều cô đào tuyệt sắc gia nhân mà chú vẫn lặng yên. Con Nga Hô sao có cửa nhào vào, chỉ ở phòng ngoài, thương thầm mới ở đợi cho chú, cho đến khi lúc mất. Cũng là người tính không bằng trời tính, con ô sinh sống đạo đức tâm thiện thì nó không phải đi ra đi, trời đất an bài cho nó rồi. Ý cái chị này nói rằng nếu mà Kim Nga sống có đức có tâm, khi mà nghệ sĩ đã ra đi rồi thì hãy ở lại đó và cùng chung với lại Hồng Loan của các bạn. Tại vì các bạn cũng nghe ở trên ngôi mộ của nghệ sĩ đó, thì Hồng Loan có nắm tay Kim Nga và nói rằng ba em đã đi rồi, chị đừng bỏ em nghe chị Nga. Hay là ba em đã bỏ đi rồi, chị cũng bỏ đi nữa hay sao? Lời nói rất là thành khẩn, rất là tha thiết lắm. Còn Kim Nga thì đối với Hồng Loan như thế nào? Bây giờ đâm đơn kiện con người ta nữa chứ. Lê Hải Trinh, phận làm công làm mướn thì yên phận đi, không biết thân biết phận phản chủ. Tưởng mình là số 1 ngon lắm, người không có lòng tự trọng, chủ Linh mất rồi, người chủ thuê mình không còn nữa, thì mình cũng nên nghỉ việc. Làm gì cứ ở lì lợm trong nhà người ta, lại còn theo phe này phe kia, mất mớ gì bà Nga Hô. Thơm Phạm, bây giờ tất cả người hâm mộ tẩy chay ca sĩ Hồng Phượng. Hồng Phượng và Hồng Nhung bây giờ bất khó mà ra đi hát lắm các bạn. Thứ nhất là qua câu chuyện này là các bộ show này kia nọ là tẩy chay hết rồi.
Hơn nữa Hồng Phượng bây giờ đang làm giống như là trợ lý hay là phó giám đốc gì cho Phương Anh Loan gì đó, trong cái cửa hàng kinh doanh gì đó. Nhưng mà từ đây về sau chắc cái chức vụ này tôi nghĩ là chắc cô mất luôn á. Chị Quỳnh Thị Mười nói ok, nói mắc nợ gì con Nga đó. Nếu mà trả lương không ngon lành làm sao mà 18 năm ở đó, làm gì mà mang nợ tào lao bà Hồng Nhung này. Đào Lê, từ bữa truyền thông phỏng vấn thì đã biết Hồng Phượng nó âm mưu như thế nào rồi. Jasmine Lê, cậu Năm mới chết mà Hồng Phượng mua xe hơi mới rồi, hiểu rồi nha cả nhà. Hồng Phượng trục lợi trên xác chết của nghệ sĩ nhân dân Vũ Linh. Chị Vân Phan, Kali phân tích rất chính xác, làm vợ cũng có lãnh lương Kali ơi. Càng ngày tụi này càng làm quá, mắc mớ gì đi thương người ta, thuê để chăm sóc Vũ Linh, giờ cha người ta chết rồi, cho về quê cũng là lẽ thường tình, không lẽ ở đó để người ta nuôi luôn hay sao? Nghe riết cũng bức xúc. Có người còn lên nói Hồng Loan không vừa đâu, rất là xảo trá, lúc 14 tuổi ăn cắp tiền theo trai. Ủa, theo trai sao dùng từ ngữ xảo trá? Hồng Loan không có mẹ, cha thì đi hát suốt, tuổi nhỏ bồng bột, bị dụ cũng là chuyện thường. Còn bà cô Hồng Nhung, nghe nói lớn tuổi rồi mà còn lấy tiền nuôi đàn ông có vợ luôn. Dù Hồng Loan lúc nhỏ có làm lỗi gì, mình cũng thương em ấy vì từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ và sống với lại cô Hồng Nhung, với người em gái Hồng Phượng như vậy. Khi cha không có ở nhà thì không biết tuổi thơ của Hồng Loan là màu hồng hay màu đen đây, sao giống như là chuyện tẩm cám. Có những lần mà chúng ta thấy rằng cũng có cái clip mà cậu Năm có nói á, khi mà Hồng Nhung đánh Hồng Loan hồi còn nhỏ, họ lúc 7-8 tuổi gì đó các bạn, đến nỗi mà bực tức, đến nỗi mà nghệ sĩ ưu tú phải la lớn lên, tại vì chắc có lẽ là đánh rất mạnh hay là những cái đòn roi rất là đau hay sao đó, cho nên nghệ sĩ nói mày muốn giết con tao hả Nhung. Diệu Nguyễn, nội cái đứng trước bàn thờ của chú mà đập gõ trên bàn thờ của chú, nói chuyện lớn tiếng trước bàn thờ của chú, thiếu tôn trọng là thấy không được rồi. Bộ quan ức lắm hay sao mà gào thét gọi vong hồn chú như vậy. Thật sự chuyện gia đình mình cũng không muốn bàn luận, nhưng giờ thấy phía bên kia làm quá nên mình mới nói thôi. Khoa dạy, đuổi người giúp việc đi, tưởng đâu là đuổi bà cố của nó chứ, mấy người đó dễ dựng lên. Khoa dạy, Hồng Loan nói ba em bỏ đi rồi, chị đừng bỏ em nghe. Đó, câu này là chị này nói đúng nè. Hồng Loan nói là ba em bỏ em đi rồi, chị đừng bỏ em, nghe mà đứt ruột. Vậy mà Kim Nga cầm tiền bản quyền của BH Hồng Phượng đưa cho là quay lưng với Hồng Loan. Tất cả cũng vì tiền thôi các bạn ơi, tiền cái gì cũng tiền hết trơn á. Họ chỉ vì tiền thôi, ngay cả cô Kim Nga cũng vậy nữa. Đừng có nói là không có gì tiền, có cái sổ tiết kiệm rồi, không biết là hơn 100 triệu hay mấy trăm triệu, có cái mảnh đất ở Bình Chánh 2000 mét vuông rồi, còn có những cái thứ khác nữa. Tôi dám chắc với các bạn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không để cho người làm thiệt thòi đâu các bạn ạ. Em út của Vũ Linh còn bán 5 căn nhà 1000 lượng vàng trả nợ cho mấy người em mà, thì đừng nói chi là mấy người trợ lý. Các bạn có nghe những người bạn của Vũ Linh, những người em út, những người đồng nghiệp mà nói về Vũ Linh chơi khăm hay là các họ không bao giờ có những nâng đỡ làm người chèo đò qua sông cho những người bậc thế hệ sau này nữa mà, phải không? Chứ làm gì có những chuyện chèn ép của người làm. Diệu Nguyễn, nghĩ sao mà nói làm không lãnh lương, chẳng qua không có giao kèo thẳng thắn như những người khác thôi, chứ chú Vũ Linh trả cho Kim Nga còn hơn những người bình thường nữa, kiểu như chú cho Kim Nga bất cứ lúc nào, chứ không như là theo tháng quy định, chú cho còn nhiều hơn nữa. Nếu nói không trả lương như vậy chẳng khác nào nói chú không biết chuyện, làm không trả công.
Người nhà nói như vậy ảnh hưởng tới chú Vũ Linh rất là nhiều. Sao người nhà lại nói như vậy? Mình nghe cũng bức xúc nữa. Mình còn nghe chú Vũ Linh làm cái sổ tiết kiệm cho em Nga nữa. Lúc trước thương em Nga lắm, nhưng bây giờ thấy em Nga bị người ta xỏ mũi điều khiển nên mình cũng không thích gì mấy. Phạm Trường, có lần Hồng Phượng nó đăng bài là sinh nhật của nó, cậu tặng cho nó chiếc xe. Mình cũng thấy lạ, tại sao có tiền ra nước ngoài để chữa bệnh nữa. Là Hồng Phượng đó hả bạn ha? Nguyễn Loan, họ bu lại để chia tài sản đó chứ yêu mến gì cậu. Tôi thấy câu nói này là chính xác, ngắn gọn nhưng mà có đầy đủ hết. Làm gì mà có yêu thương Vũ Linh nhiều như vậy không các bạn ha? Họ lo cho bản thân của họ, họ trục lợi trên ông Hoàng cải lương hậu quản mà thôi. Đó, nếu mà nói thương chú, thương anh, thương cậu đó đó, Tiểu Linh bệnh đó, Hồng Phượng là lo chăm sóc đi. Hồng Nhung lại chăm sóc em của mình đi, phải không? Tôi thấy tất cả cũng vì tiền mà ra mà thôi. Hoàng Cường, ca sĩ Hồng Phượng lấy tiền đâu mà đi mua xe hơi? Hồng Phượng bây giờ giả điên im lặng để cho mẹ Hồng Hồng Phượng và Hồng Nhung, còn ông Tiểu Linh quay xe phải biết bao nhiêu. Chính người chú và ca sĩ Hồng Phượng đã ăn trên xác của cậu mình mà nói thương yêu cậu mình, thiệt là ác quá. Lê Thị Hồng, đừng kêu cô Sáu nữa anh ơi, mà kêu là mẹ con tắm cám. Kim Nga, nghe theo lời mẹ con tắm cám hại Hồng Loan. Kim Nga ơi, cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng làm chuyện ác nha. Còn việc Kim Nga làm cho Vũ Linh thì cũng đã trả bằng tiền và sổ tiết kiệm, còn gì nữa. Kim Nga hãy sống cho có tâm nha Kim Nga. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với mình một buổi sáng chia sẻ những câu chuyện xung quanh của gia tộc Sóng Gió. Và ai phải ai quấy thì chúng ta đã nhìn ra rồi. Cảm ơn những lời bình luận của các bạn trong những clip của mình gần đây. Mong rằng sẽ có những lời bình luận nữa mình sẽ đọc trong cái sự ngẫu hứng. Và cảm ơn tất cả đã cùng với mình đồng hành, chia sẻ, bình luận để ủng hộ cho Hồng Loan là giọt máu cuối cùng của nghệ sĩ Vũ Linh không các bạn ha. Chúng ta chỉ đứng bên lẽ phải, chúng ta thấy sao thì chúng ta chỉ nói như vậy mà thôi. Cảm ơn tất cả khán giả thật nhiều. Nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh. Và xin hẹn lại tất cả quý vị và các bạn trong một video lần sau. Xin chào.